quá trình vận động mạnh hoặc tâm lý có thể khiến nhiều người bị khó thở khi nằm. Tuy nhiên, đôi khi trong một số trường hợp thì đây lại là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm, thậm chí còn có thể dẫn đến tử vong. Vậy khó thở mỗi khi nằm nói lên điều gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây dưới sự tham vấn y khoa của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thị Thúy, Bệnh viện Đa khoa Melatech. 1. Yếu tố nào khiến người bình thường bị khó thở khi nằm? Người bị khó thở khi nằm sẽ có hiện tượng cố gắng thở để lấy nhiều không khí. Hơi thở trở nên nặng nề, nhất là lúc nằm ngửa. Nhiều người quan niệm đây chỉ là biểu hiện thông thường của cơ thể nên có xu hướng chủ quan và hay bỏ qua. Tuy nhiên, quan niệm này không hoàn toàn đúng vì trong những trường hợp nhất định, khó thở khi nằm cảnh báo bệnh lý nguy hiểm. Có thể điểm qua một số lý do dẫn đến tình trạng người bình thường bị khó thở khi nằm dưới đây. Quá trình vận động quá sức. Sau khi vận động nhiều, cơ thể bạn thường có xu hướng muốn nằm xuống để nghỉ ngơi và xảy ra hiện tượng khó thở. Khi bạn vận động liên tục và quá nhiều thì cơ thể không kịp lấy oxy, dẫn đến mất sức và thở bằng miệng. Khi đó, lượng khí oxy đi vào cơ thể sẽ thiếu độ ẩm nên bị khô, gây ra những cơn co thắt phế quản và khó khăn trong việc hô hấp. Đồng thời, sau khi vận động xong và bạn nằm ngay sẽ dẫn đến hơi thở trở nên dồn dập. Tình trạng này không quá nguy hiểm vì có thể tự hết sau khi cơ thể lấy lại sức và cân bằng được lượng nước bị mất. Nằm ngay sau khi mới ăn xong. Thức ăn sau khi đi vào cơ thể thì cần phải có một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa. Do đó mà thói quen nằm ngay sau khi ăn xong sẽ khiến thức ăn chưa kịp tiêu hóa trào lên thực quản, chèn ép đường thở và dẫn đến tình trạng khó thở. Thừa cân, béo phì. Những người bị béo phì sẽ tạo áp lực lên phổi và cơ hoành, khiến bệnh nhân thấy khó thở khi nằm. Không những vậy, sau khi vận động hoặc ăn quá no, người béo phì cũng dễ xuất hiện tình trạng khó thở. Ngoài ra, mặc đồ quá bó sát cũng có thể là tác nhân gây ra hiện tượng bị khó thở khi nằm. Tâm lý. Khi cơ thể trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi cũng có thể bị khó thở khi nằm. Điều này đôi khi khiến người bị trở nên hoang mang, lo lắng, khiến cho triệu chứng khó thở kéo dài. 2. Bị khó thở khi nằm cảnh báo điều gì? Không chỉ do những nguyên nhân phổ biến nói trên mà hiện tượng khó thở khi nằm đôi khi còn cảnh báo một số bệnh lý nguy hiểm mà bất kỳ ai cũng cần phải biết. Suy tim. Bệnh nhân suy tim thường bị khó thở khi nằm, đi kèm chứng hay thức giấc vào ban đêm. Không những vậy, kể cả những lúc bình thường, không vận động nhiều vẫn thường xuyên thấy thở khó khăn. Suy tim là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và có thể gây tử vong đột ngột nên cần phải được điều trị đúng cách. Hèn suyễn. Những bệnh nhân bị hèn suyễn không loại trừ khả năng xuất hiện triệu chứng khó thở mỗi khi nằm. Khi niêm mạc đường hô hấp bị viêm dẫn đến tình trạng phù nề kết hợp với dịch nhầy tiết ra nhiều gây cản trở hoạt động thở. Đặc biệt là lúc nằm, dịch có xu hướng trào lên cùng với sự thiếu hụt khí oxy khiến bệnh nhân thấy khó thở, nhịp thở nhanh, dồn dập. Hội chứng ngưng thở khi nằm. Hội chứng ngưng thở khi ngủ là hiện tượng hoạt động thở bị dừng lại nhiều lần trong khi ngủ do tắc nghẽn đường thở hoặc các cơ liên xương, cơ hoành không làm việc. Khi đó, người bệnh sẽ có các biểu hiện như khó thở khi nằm, đau đầu vào buổi sáng, ngáy to, nhiều lần ngừng thở trong lúc ngủ, giảm trí nhớ, mất tập trung và buồn ngủ nhiều vào ban ngày. Bệnh lý đường hô hấp. Bị khó thở khi nằm có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý về đường hô hấp, trong đó có viêm phổi, viêm mũi, viêm xoang. Sự tích tụ quá nhiều dịch ở mũi hay phổi sẽ khiến người bệnh thấy khó thở, đặc biệt là lúc nằm ngửa. Rối loạn hệ thống miễn dịch. Trường hợp bệnh nhân bị rối loạn miễn dịch sẽ gây ra những tác động đến hệ thần kinh ngoại biên. Đồng thời, hệ thần kinh cơ khi bị tổn thương sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động có giãn lồng ngực hoặc các hoạt động của cơ hoành. Do đó mà người bị rối loạn miễn dịch sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở mỗi khi nằm. 3. Cách làm giảm nhanh chóng triệu chứng khó thở khi nằm. Với những nguyên nhân gây khó thở khi nằm xuất phát từ bệnh lý thì bạn có thể khắc phục nhanh chóng bằng cách sau. Nếu bạn đang nằm và thấy khó thở thì từ từ ngồi dậy, sau đó hít thở thật sâu để lấy lại cân bằng lượng khí cho cơ thể. Hạn chế việc vận động hay tập thể dục quá sức. Sau khi tập luyện thì nên đi bộ, hít thở sâu. Xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học, tránh những nơi có nhiều bụi bẩn, khói thuốc lá và loại bỏ thói quen sử dụng các chất kích thích để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực hiện các bài tập hít thở mỗi ngày từ 15 đến 20 phút. Không ăn quá no, không chạy nhảy hoặc nằm ngay sau khi mới ăn xong. Mặc dù bị khó thở khi nằm là biểu hiện thông thường có thể gặp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng trong một số trường hợp không rõ nguyên nhân từ đâu thì bạn nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Hầu hết những trường hợp khó thở khi nằm do sức khỏe có vấn đề đều do các bệnh lý nguy hiểm.